Mỹ muốn được hãng cấp phép 5G. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 18 tháng 10, Phó Chủ tịch cao cấp Huawei Vincent Pang khoe khoang về vị thế 5G của hãng, rằng một số nhà mạng Mỹ muốn được hãng cấp phép công nghệ 5G. Tuy nhiên, Vincent Pang từ chối nêu tên và số lượng các nhà mạng này. Trong khi đó, với lo ngại Huawei là gián điệp của Trung Quốc, Mỹ đã thuyết phục nhiều đồng minh tẩy chay mạng 5G của hãng này. Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc hãng là gián điệp. Hiện tại, Mỹ chưa có nhà cung cấp 5G nào. Trong khi các đối thủ châu Âu như Ericsson và Nokia tính phí rất đắt cho công nghệ mạng 5G, từ tháng 5, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen do lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Mỹ đã cấm công ty Trung Quốc không được mua phần cứng và phần mềm của công ty Mỹ trừ khi có giấy phép đặc biệt. Washington thậm chí còn đi xa hơn khi đưa ra cáo buộc hình sự với Huawei, tố công ty này gian lận tài chính, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ chống Iran, đồng thời đánh cắp bí mật thương mại. Huawei bác bỏ tất cả cáo buộc này. Doanh thu của Huawei trong nửa đầu năm nay sụt giảm 30% do lệnh cấm từ Mỹ. Được biết công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ phát triển công nghệ 5G từ năm 2009, nên cũng hiểu khi Huawei suốt sáng tìm kiếm khách hàng khắp nơi trên thế giới.